Chào mừng đến với các phương cách học tập tại nhà của Sở Học Chánh Phục Lân. Video này dành cho những người muốn tạo ra bảng hình ảnh trước hết sau đó để sử dụng với phương cách trước hết sau đó. Nếu quý vị chưa xem, chúng tôi mời quý vị xem video và các tài liệu của chúng tôi về phương cách trước hết sau đó là một cách để hỗ trợ con em của quý vị. Có rất nhiều cách khác nhau để tạo ra bảng hình ảnh trước hết sau đó. Một cách đơn giản là lấy một mảnh giấy và vẽ hoặc viết ra trước hết sau đó. Phụ huynh có thể vẽ một hộp kiểm bên cạnh nó để giúp dạy học sinh tự giám sát việc hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc lấy hai tờ ghi chú và viết ra trước hết sau đó. Phụ huynh có thể yêu cầu học sinh nộp lại các tờ ghi chú sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và sẵn sàng nhận phần thưởng của mình. Cách mà chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn là một bảng hình ảnh trước hết sau đó. Nhưng hãy nhớ rằng khi nghĩ về công cụ phù hợp với học sinh, hãy xem xét mức độ phát triển và nhu cầu cụ thể của các em. Bảng hình ảnh trước hết sau đó có sẵn trên trang web của chúng tôi như là tài liệu bổ sung. Bước đầu tiên là in nó ra và cắt ra từng phần. Phụ huynh có thể sử dụng các ô vuông trống để vẽ hình, biểu tượng, dán hình ảnh hoặc viết các chữ diễn tả nhiệm vụ và phần thưởng cụ thể cho các nhu cầu của học sinh. Để làm cho các mảnh giấy cứng và giữ được bền, hãy dán chúng vào một mảnh giấy cứng hơn, chẳng hạn như bản áp phích hoặc phong bì cứng. Khi keo đã khô, hãy cắt ra từng hình một lần nữa. Ép nhựa hoặc che từng bức tranh bằng giấy trong. Đặt một miếng Velcro nhỏ ở giữa mỗi bức tranh. Sử dụng cùng một loại Velcro cho mặt sau của các bức tranh và sử dụng loại Velcro ngược lại trên bảng trước hết sau đó. Đây là một thí dụ về một bảng trước hết sau đó. Mỗi lần sử dụng bảng trước hết sau đó, phụ huynh sẽ bắt đầu với trước hết, đặt tên cho hành vi mong muốn và đặt thẻ nhiệm vụ tương ứng vào ô vuông trước hết. Phụ huynh sẽ nói rõ với học sinh sau đó là phần thưởng mà học sinh sẽ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ. Phụ huynh có thể giữ một phong bì, bìa cứng hoặc hộp nhỏ để kết bảng trước hết sau đó và cách vận dụng khi không sử dụng. Hãy nhớ rằng bảng hình ảnh trước hết sau đó mà phụ huynh chọn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu phát triển của con em. Tìm cách có hiệu lực nhất cho nhu cầu cụ thể của học sinh. Trọng tâm của phương cách này là bảo đảm các hướng dẫn rõ ràng, ngắn gọn và có thể đạt được. Và học sinh năng động tuân theo hướng dẫn bằng cách nhận được khen thưởng bằng một đồ vật hoặc hoạt động khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay bây giờ hãy xem một thí dụ ngắn. Cảm ơn quý vị đã tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về phương cách này. Để biết thêm thông tin, hãy xem các tài liệu khác có sẵn trên trang web của chúng tôi, hoặc nói chuyện với giáo viên hoặc chuyên viên cố vấn trường học để thảo luận về làm cách nào phương cách này có thể có hiệu lực với con em của quý vị.